Yeah.
Thank you.
Là lúa ấy. Uống bia đi. Đấy đồ thằng. Đưa đây. Thank you.
Thank you.
Thank you.
được chưa? Đây, em ơi. Đây để đây. Tôi để cho thằng con lai để đây. Anh dựng thẳng lên. Không, đấy đấy dựng thẳng cái màn hình lên. Đứng lên. Đấy rồi. Nói đi.
luôn. Yeah.
tất cả bao kìa. Không phải ghi hóa đơn đeo mà chỉ là 45 thì khi tao trả rồi. Tao trả rồi á. Trả chưa? Mày cứ nhìn cái, mày bỏ mua. Mày trả xe rồi. Ba lần thất bia là 3 cốc, 3 là 9. Mấy anh em, mày ăn được cả tất à? Nhiều cũ ngày xưa. Có yêu nhiều, nó yêu rồi nhưng mà đau cưới lớn người gì ơi, nhưng mà nó là em sâu cái bao bột nói gì nói chưa đấy đây kia kia đi mà. Để em trông bọc chuột mấy đứa cái gì mà chuột chơi là mưu với anh em tao đéo lối vào đây quy trong này vào xong rồi đây rồi. Thịt đẻ con dài ngọt. Thôi về nha, về. Và về chẳng về cuối. Đã về không được về. Cái bọn kia nó đẩy xe thế này về thì đéo được. Nhưng mà cái con này nó không to, nó bé đấy biết kiểu gì. Đang nó to lắm, hôm nay bé tí. Mẹ chắc đéo là có. Đéo nó to, nó mà nó bé tí. Đéo là được gì. Áo mà. Đéo mà nó to. Nó ướt ra nó vượt em mũi ấy, thì bây giờ cái không cú ở sáng đúng không? Nó trả anh trông ngon luôn xác rồi kia thì làm cái đéo không biết rồi sao không biết vậy không gì mấy chén rồi gì hỏi em đéo cái gì không ăn cái chén mà hơi đấy là xong hỏi em gì đưa hai tay nhá đưa chỉ đưa hai tay bỏ cái mũ ra thấy không anh hàng đéo ai bị mũ tay cờ nó loạn tay cờ như kia như sau không chơi sao mày cứ ăn hùng ngoại nhá sao không chơi đúng là đẹp, đẹp nhất đấy. Tao đổ ăn ngồi bàn đối diện anh nhà. Đầy đặn từ chân ở lên luôn. Chắn chắn chắc chắn chắc chắn. Bà này đéo vú đâu. Khi mà ra sờ ra. Nó ra sờ ra. Đéo thì phú buổi con rồi ăn cỗ toàn thế mà thằng nào ăn cỗ đây là bị lừa đây, đây, con cần cốt
đấy ngon. À, nếu được biết thì hỏi em gì. Không, loại này không thèm, riêng loại này không hoàn thèm. Đấy là ủa ăn thôi, cái giá trị gì. Không có tí nào luôn. Không được đâu. Đâu. Hốc hốc gần thôi, hốc chỉ loại. Được, có chi đâu thuốc. Mai trả tiền. Chưa ai làm xuống chợ nào. Chưa ai làm. Hả? Canh lợn. Không. Đó. Không tiết canh. Xuống uống rượu xong ăn cơm. Còn có cái gì hỏi em gì? Nhận lời không? Có. Để con làm cố. Có gì? Xuống thì vui với tông một tí. Chưa ai làm nhá. Không nào liên lạc thì... Ôi chưa phải nói cho anh Bình chơi luôn sao chứ một lô đã chuẩn. Nhưng mấy đồng lì xì kiếm ai cũng ai biết được. Năm ngoái hình như em kiếm được nha. Được rồi, đã hết. Đâu. Đấy chẳng đi. Thì em bị phải về, nó gọi về, nó phải về. Đang đánh. Con áo đỏ này. Cái này cũng thôi đó, lắm. Bạn Hà đó. Bây giờ các cô dựng xe kia anh về cái gì? Bay à? Các cô chưa về thì anh chưa về được. Thế rồi nhanh. Cắm về với vợ. Không biết em làm vào mặt. Kịp sơn kém lắm. Còn chân chỉ mắt riết thôi. Chân chỉ cũng được, cái mắt không bốn mắt cũng được. Chân... Này, kia sướng không? Ra làm đi! Không làm được. Việc đấy nó không làm được. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình
quay quay vào giường. Ôi lại cô ca à? Ôi rồi thôi. Cái đấy phải canh muối chứ còn giá rượu sao được? Cô ca với rượu cô ca uống chỉ tiêu thôi. Xong rượu mà không ham thôi. Đánh nhau. Thế đấy bảo là cô ca uống bà anh uống em quên đến đảo rồi đấy. Cô ca uống không. Tiêu uống tán đâu. Uống rượu càng say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.